Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 23 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,45%, đứng ở mức 2030,7 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 103,16 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 40.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 4,094% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 74,8 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Dự báo về xu hướng giá vàng trong năm nay 2024, báo cáo mới nhất của định chế tài chính hàng đầu thế giới đó là JP Morgan cho rằng kim loại quý này dự kiến sẽ mất đi một số lực đẩy khi mà lạm phát hạ nhiệt. Tuy nhiên, sự bất ổn về kinh tế và địa chính trị có xu hướng là động lực tích cực cho vàng, vốn được nhiều người coi là tài sản trụ ẩn an toàn do khả năng duy trì như một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Nó có mối tương quan thấp với các loại tài sản khác, do đó có thể đóng vai trò bảo hiểm trong thời gian thị trường suy thoái và thời điểm căng thẳng địa chính trị. Đồng bạc xanh yếu hơn và lãi suất thấp hơn của Mỹ cũng làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi vốn không sinh lời. Các nhà phân tích chỉ ra rằng dự đoán về chính sách xoay trục của Fed đã đóng vai trò quan trọng cho đợt tăng giá gần đây của vàng, giống như trong 3 chu kỳ cắt giảm lãi suất gần đây nhất. Do đó, chuyên gia JP Morgan có niềm tin cao nhất về dự báo tăng giá trong trung hạn cho vàng suốt năm 2024 và đến nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, hiện tại vàng có vẻ vẫn dễ bị tổn thương và có thể có một đợt giảm giá khiêm tốn nữa trong thời gian tới khi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed đang quá mạnh. Dù vậy, chuyên gia cho rằng bất kỳ đợt giảm giá nào trong tháng tới sẽ được coi là cơ hội để mua vào. Trước một đợt phục hồi đột phá mà JP Morgan dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa năm 2024 khi tăng trưởng GDP của Mỹ chậm lại. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước duy trì xuống tăng mạnh trở lại. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng tiếp tục tăng nhẹ trở lại. Cụ thể như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,52 triệu đồng trên lượng, cùng tăng 500.000 đồng trên lượng cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tuy nhiên, thì chênh lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra thời điểm này vẫn đang đứng ở mức rất cao, ở mức 2.500.000 đồng trên lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên lượng, tăng 500.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, thời điểm này cũng tăng mạnh, tăng 500.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên một lượng. Đoàn vàng bạc đá quý Doji hiện tại mua vào mức 73,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,45 triệu đồng trên lượng, cũng điều chỉnh tăng mạnh 500.000 đồng trên lượng cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Và xu hướng tăng thì cũng được duy trì ở các hệ thống kinh doanh còn lại. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang được mua vào mức 62,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,05 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 62,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,15 triệu đồng trên lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Còn với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG đang được mua vào mức 62,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,10 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho cả hệ thống Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại đến thời điểm chiều nay thì vẫn duy trì trong xuống tăng, tăng 25 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào ở mức 24.360 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.980 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.080 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000, tăng 500.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán.
Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là 1.000.000 đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.395.000, bán ra 7.645.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.400.000, bán ra 7.640.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.405.000, bán ra 7.635.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Mỹ Hồng SJC mua vào 7.500.000, bán ra 7.590.000, tăng 70.000 ở chiều mua, tăng 80.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.370.000, bán ra 7.620.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TP Gold mua vào 7.395.000, bán ra 7.645.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. STC Huế mua vào 7.397.000, bán ra 7.652.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.398.000, bán ra 7.652.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 6.285.000, bán ra 6.405.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.285.000, bán ra 6.415.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.275.000, bán ra 6.365.000. Vàng 24K mua vào 6.172.000, bán ra 6.302.000, cũng tăng 5.000 ở chiều vào chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4.589.000, bán ra 4.789.000, tăng 3.700 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.526.000, bán ra 3.726.000. Vàng 10K mua vào 2.469.000, bán ra 2.669.000. Tăng 2.100 ở chiều vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.